Với chiều cao vượt trội gần 1m65, cậu thiếu niên 14 tuổi Trần Hồng Quân phải ngồi ở bàn cuối so với các bạn đồng lứa. Từ 3 năm nay, mấy trường năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định này đã có phần truyền thụ kiến thức văn hóa và mang lại cho những cầu thủ nhí như Quân, Lộc, Tĩnh những kỷ niệm tuổi học trò như bao bạn bè cùng trang lứa. Tan giờ học, cùng với gần 100 người bạn khác, cả ba cũng lên xe trở về mái nhà thân yêu. Mái nhà của các em chính là quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá trẻ Việt Nam, gọi tắt là BVF, với đại bản doanh đặt tại trung tâm huấn luyện Thành Long, thành phố Hồ Chí Minh. Cởi bỏ chiếc áo học sinh trong buổi sáng ở trường Nguyễn Thị Định, bây giờ thì Hồng Quân là thủ môn chính thức mang áo số 1, đang đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như người thầy của mình là thủ môn kỳ cựu của đội Công an thành phố Hồ Chí Minh, Châu Trí Cường. Ngọc Tĩnh lại là một tiền vệ đa năng với những cú sút xa như bú bổ. Còn Phạm Văn Lộc lại nổi bật với tốc độ và kỹ thuật xử lý bóng. Gần 3 năm qua, Quân, Lộc, Tĩnh là đồng môn, đồng đội của nhau trong màu áo 97 của Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá trẻ Việt Nam. 97 là năm sinh 1997 của các em. Cách gọi để phân biệt với 4 lớp đàn em 98, 99, 2000 và 2001. Quân, Tĩnh, Lộc là lứa cầu thủ năng khiếu đầu tiên trong tổng số 121 học viên hiện đang được BVF ươm mầm nuôi dưỡng tài năng. Con tên là Trần Hồng Quân, quê Hải Dương. Thì khi vào đây thì cảm thấy là rất là vui và điều kiện thứ ở đây gọi là rất tốt. Ước mơ con sau này trở thành cầu thủ nổi tiếng và khoác áo của đội tuyển Việt Nam. Con tên Võ Ngọc Tĩnh, quê ở Phú Yên. Ước mơ vào đây thành cầu thủ chuyên nghiệp. Rời xa quê nhà Hải Dương, Phú Yên, An Giang khi mới hơn 10 tuổi đầu vì niềm đam mê bóng đá. Ước mơ trở thành cầu thủ của Quân, Tĩnh, Lộc cũng như công sức đầu tư dạy dỗ của các thầy đã sớm nhận được sự tưởng thưởng. Đó là chức vô địch thiếu niên toàn quốc U13 năm 2010. Tiếp nối lứa quả ngọt đầu mùa này, mới đây lớp đàn em 2000 cũng vừa xuất sắc đăng quang tại giải vô địch toàn quốc U11. Điều gì mang đến sự thành công nhanh chóng và làm nên sự khác biệt cho thương hiệu BVF chỉ trong chưa đầy 3 năm gieo hạt ươm mầm tương lai? Nói về mặt tuyển sinh, tức là đầu vào, thì chúng tôi đã tuyển sinh rộng khắp trên khắp cả đất nước. Cụ thể đến năm ngoái là chúng tôi tuyển sinh ở 34 tỉnh thành, năm đầu tiên là 22 tỉnh thành. Đến khóa 3 là 34 tỉnh thành và chúng tôi tuyển sinh hàng năm. Do vậy cái nguồn thí sinh đầu vào, các nguồn học viên đầu vào nó rất là chất lượng. Về mặt dinh dưỡng, các em được bảo đảm, được cung cấp dinh dưỡng đủ chất cho cái lứa tuổi của mình. Về chi phí của các em, mỗi em trong một năm ấy, thì cho đến bây giờ nó khoảng vừa vào khoảng 350 triệu cho một em. Và đây là một quỹ phi lợi nhuận, cho nên chúng tôi không chú ý về lợi nhuận của cái việc chuyển nhượng cầu thủ. Mà đương nhiên là phải có sự chuyển nhượng để đảm bảo sự công bằng, cũng như là để đảm bảo là chúng tôi sẽ có nguồn kinh phí bổ sung cho cái việc đào tạo cầu thủ tiếp. Nhưng mà tôi nghĩ cái việc đầu ra nó không thành là vấn đề lớn, vì rằng nếu chúng tôi có các cầu thủ xuất sắc thì tự nhiên đầu ra sẽ được giải quyết. Chứ nghĩ mà nếu nó được đào tạo căn bản như ở đây thì cái xác suất mà để em vô đội tuyển cũng như đá hàng chuyên nghiệp và có thể là đi chuyển nhượng qua nước ngoài thi đấu thì nói chung rất là cao. Chuyển từ trước giờ cũng sau thời gian mà nghỉ thi đấu thì ra chuyển qua huấn luyện thì huấn luyện đã nhiều nơi, nhưng thực chất ở đây thì chưa chỗ nào mà giáo án mà bài bản như là ở BVF đây. Tại vì tất cả các giáo án ở đây hầu như là đều do có những chuyên gia hàng đầu của châu Âu, cũng giống như là những cái thu thập những cái giáo án mà mẫu và chuẩn thì ban huấn luyện họ thường lên mạng để tìm những cái mới nhất và những cái phong phú nhất để tập cho các em. Em là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1997 tại An Giang. Như vậy đã tròn 2 năm em bước chân vào Quỹ Đầu tư Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam BVF. Dẫu vậy xa ba mẹ và các em, nhưng thật sự cuộc sống mới tại đây đã tạo đà cho em hoàn thành giấc mơ của mình, giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Độ bền thể lực của em tăng nhanh cũng nhờ các bài tập hỗ trợ của các thầy, nhất là em được đi bơi hồ thay vì phải bơi sông.
ở quê nhà An Giang. Chỉ một năm ở đây, với những chế độ đặc biệt, em đã tăng chiều cao từ 1m50 lên đến 1m60. Thần tượng của em là Messi. Em biết mình khó trở thành một cầu thủ tài năng như anh ấy. Nhưng em tin với việc được đào tạo bài bản tại đây, việc vinh dự bảo vệ màu cờ sắc áo, đội tuyển Việt Nam với em là một tương lai không xa. Con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của các em còn rất dài và không phải em nào cũng đến đích. Rất nhiều trong số này sẽ phải rẽ ngang, rơi rụng dần. Nhưng chắc rằng với BVF, các em không thành danh cũng sẽ thành nhân. Và điều quan trọng hơn, đó là nụ cười tuổi thơ của các em không bị đánh mất.